Khi rửa ly hoặc bình nước có cái chiều dài, chúng ta không thể đưa cái miếng bột biển sâu vào bên trong để rửa được. Các bạn sử dụng cái miếng bột biển cắt 3 đường thành 4 miếng như thế này. Sau đó dùng cái đôi đũa kẹp lại. Và lấy cọng thun cột chặt lại. Bây giờ chúng ta có thể đưa sâu vào bên trong. Rửa ly hoặc là bình nước rất là dễ dàng. Và rửa xong thì có thể rửa sạch cái miếng này, phơi khô và sử dụng lại những lần sau. Khi khui cuộn dây điện ra, chúng ta kéo dây trong và dây ngoài nó chéo với nhau, nó hay làm rối cuộn dây điện. Có cách này, khi cắt cái cuộn dây điện ra, các bạn sử dụng cuộn băng keo điện quấn lại. Sử dụng cuộn băng keo điện này quấn vào phía ngoài như thế này. Quấn thành hình tam giác như thế này ha. Và bây giờ chúng ta rút cái sợi dây điện, rút cho nó nằm vào giữa cái tam giác này. Chỉ làm đơn giản như vậy thôi. Và bây giờ chúng ta cứ kéo thoải mái luôn, nó không có bị rối lại nữa. Khi dán miệng thùng cạc tông lại để cho khách hàng dễ mở thùng, thì chúng ta đặt một cái sợi dây phía dưới và dán băng keo lại. Khi khách hàng cần mở thì chỉ cần cầm sợi dây này kéo lên, mở thùng rất là dễ dàng. Lúc chúng ta nấu ăn nhưng nước sôi lên bị tràn ra ngoài, các bạn chỉ cần đặt đôi đũa lên như thế này thì bong bóng nó trào lên, nó sẽ bị bể, không có bị tràn nữa. Khi chúng ta đi dây điện, mỗi đoạn, mỗi cuộn ruột gà dài 50 m, nó dài quá nó hay bị rối. Chúng ta phải cắt từng đoạn ra và cần thiết phải nối lại. Để nối cái đoạn ruột gà này thì các bạn cắt một bên xéo và một bên này xéo ngược lại, rồi chúng ta đặt vào xoay đi, xoay hai đoạn với nhau. Nó sẽ ăn vào chắc chắn. Và muốn kỹ hơn thì sử dụng băng keo điện này quấn một vòng vào. Làm như vậy rất là chắc chắn.